Đâu, toa từ từ mở mắt ra cho Moa xem. Sao rồi? Thấy gì không con? Cậu ơi, cậu thấy em không cậu? Thấy rồi. Tôi thấy rồi. Tôi thấy hết tất cả mọi người rồi. Má nè, thằng Lai nè, còn đây á là ông bạn thân chính trị của tôi. Toa phục hồi nhanh quá, ngoài sức tưởng tượng của Moa đó. Tất cả là nhờ toa gửi cô Kiều qua để săn sóc cho Moa, nên Moa mới mau lành bệnh đó chứ. À, ủa, nhắc tới cô em gái của tôi, hồi nãy giờ cổ đâu, sao tôi không thấy? Nó có xin má nghỉ vài hôm để lo công việc riêng. Chắc vài bữa xong việc nó lên thôi hả? Kỳ này cô Kiều về, tôi phải làm cho cổ bất ngờ mới được. Mà nè, mọi người đừng có nói gì hết nghe. Ý, tôi quên. Sẵn bữa nay vui, tôi có chai rượu người ta mới tặng tôi nè. Mình uống cho vui một bữa. Ý, toa dặn là Moa phải cử rượu mà. Bữa nay toa thiệt mạnh rồi, không có chút nào mệt mỏi nữa. Uống một chút có sao đâu. Cô Kiều nói á, bỏ rượu được là tốt. Dù sao thì bữa giờ cũng bỏ quen rồi, uống lại á, lỡ đâu con mắt nó tái phát thì sao. Thôi, bỏ luôn tốt hơn. Toa mướn con Kiều đặng nuôi bệnh cho toa, không về người bệnh lại dị bụng người nuôi quá ha. Hèn chi bệnh của toa mau khỏi thì phải. Moa hết bệnh là nhờ tài y sư của toa đó chứ. Ủa, bữa nay chủ nhật thầy tính đi đâu hả? Tôi đi phố hội. À, thầy qua bển đón cô về đúng không? Em ở nhà giữ em cho khéo, có việc chi thì sai người báo liền nghe chưa? Dạ. Thằng Lung đâu? Dạ, nó quét sân ở ngoài á. Cậu ngoan. Lung ơi. Dạ. Vô đây. Thôi. Thôi cho cha đi nha. Cha đi nha. Dạ hư hay gọi con. Chị Tú á thì bận giữ cậu rồi. Con ở nhà săn sóc mọi chuyện trong nhà nghe chưa? Dạ. Thầy đi á, chừng mai thầy về. Tối ngủ nhớ gài cửa cẩn thận đó. Dạ. Má, nó vô quan, nó đánh con, nó còn chửi cha với má nữa chứ. Chà chà, nó gan vậy hả? Thưa má, con mới qua. Ngồi đi. Làm cái giống gì mà vợ chồng tụi bay rầy rà với nhau dữ vậy? Mà nếu có rầy rà thì bay nói cái chi? Chứ tại sao mày bày đặt nó lấy trai, rồi mày đánh đập nó, mày chửi vợ chồng tao? Thưa, con không có nói bậy, con cũng không dám hỗn ẩu với cha má. Mày quá lắm rồi đó. Tao thấy mày làm việc với Long Xuyên nghèo khổ, tội nghiệp, tao mới gả con của tao cho mày, lại biểu cậu hội đồng xin cho mày đổi lên trên này
lo cho mày đứng bàn quan lớn, lại sắm sửa nhà cửa tử tế cho mày ở, rồi mày trả ơn cho vợ chồng tao như vậy đó hả? Thưa, công ơn của cha má và cậu hội đồng con không bao giờ quên. Còn việc Như Hoa lấy trai là sự thật, con không đặt điều mà nói bậy đâu. Cổ gà con đi phú hội, ở nhà cổ qua đêm với thằng xã xù. Mày không thương nó thì mày nói sao trả được? Con tao á, nó có cái tật đánh bài. Sao từ khi mày cưới nó về tới nay á, mày không rầy ra nó? Bây giờ nó đánh bài, nó chơi, mày lại đặt điều nói xấu nó như vậy. Con có nhắc cổ rồi, mà cổ chứng nào tật nấy. Thôi tao biết rồi. Tại vợ chồng tao á, không có cho tiền mày xài, nên mày giận. Mày muốn làm hư danh giá vợ chồng tao, chứ có chi đâu. Mày có bắt gặp nó ăn nằm với ai không mà mày dám nói nó lấy trai? Muốn nói là phải có bằng chứng, chứ không phải muốn nói sao cũng được. Đây, con có nhặt thơ rơi đây. Mày muốn kiếm chuyện, mày muốn nói sao chả được. Má nói chuyện con tức quá. Cái bằng chứng rành rành đây nè, mà má cũng không chịu tin nữa. Còn má thúi ình nè, má không trừng trị nó, mà bây giờ má còn binh nó nữa. Không cha má gì nữa hết á. Mày chê con tao hư, mày không muốn sống ăn đời ở kiếp với nó nữa, thì mày ra tòa xin để nó đi, tao không màng chi hết đó. Con không có ý đó. Tao nghĩ tao giận quá đi, không biết ai xúi giục hồi trước tao gả con cho mày chi vậy. Để tao gả cho chó còn có nghĩa hơn nữa. Má, má nói chuyện với Quân khốn kiếp là chi vậy? Má đuổi cổ nó ra khỏi nhà đi. Nó nói chuyện con nghe thấy ghét quá à. Cô khỏi đuổi. Thứ vợ nhơ nhút như cô tôi không có màng đâu. Tao màng mày lắm sao? Mày xin để tao đi cho mau. Còn con mày đó, mày đem đi nuôi đi. Cái giống trôi sông lạc chợ đó, mày tưởng tao thèm nuôi lắm hay sao? Để rồi coi tao có lấy thằng chồng khác bằng mười mày không. Tại sao phải giao cháu cho nó? Cháu tao tao bắt. Cái thứ đó má bỏ đi, má nuôi chi nữa. Nè, cô ăn nói cho cẩn thận nè. Thứ này thứ nọ là cái gì hả? Thôi, hai đứa bay không nên nói nhiều lời. Vợ chồng biết thương nhau là phải nhường nhịn nhau. Bằng không thương nhau thì thôi, đừng có rầy rà kiếm chuyện nói xấu nhau để làm chi. Thầy dì của mình ên vậy? Cô đâu? Cô không dì với thầy hả? Không. Vậy là thầy không có năn nỉ ông bà sao? Không năn nỉ gì hết trơn hết trọi á. Nếu thích thì đi luôn đi, đừng có về nhà này nữa.
cơm tôi dọn xong rồi đó. Mình ăn đi. Hổm rài à, sao tôi thấy mình ở nhà hoài? Bộ mình không đi chơi hả? Không đi. Sao không đi? Từ đó đến giờ tôi có thấy mình ở nhà đâu. Cha chả. Đi mình cũng hỏi, không đi mình cũng hỏi. Mình làm tôi bực quá nha. Thì à, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Mắc cái giống gì mà mình bực? Suốt ngày mình cứ cầm rằng vòi vốt, tôi đi luôn cho mình biết. Mình đi đâu? Hả? Mình nói tôi nghe thử coi. Hay là mình tính đi phú hội? Tôi nói vậy thôi, chứ đi đâu mà đi. Hổm rài thiên hạ đồn ở đây rần rần, Như Hoa vợ của thầy Thông ngoại tình. Mình có nghe không? Chuyện đó hồi nào ai mà biết. Thì tôi nghe mọi người nói mình chơi đánh bài chung với nó. Tôi tưởng mình biết chứ. Hễ đánh bài chung là việc gì cũng biết hay sao? Mình đừng có nói ẩu. Cái thứ đàn bà hư thân mất nết như vậy á, mình phải tránh xa ra. Mình không có chơi chung nha không? Chứ không á, là người ta nghĩ người đó là mình đó nha. Cha chả. Ăn cơm không mà cũng không được yên nữa. Lu, có chuyện gì vậy? Hồi sáng này hay đi làm một chút, ông bà bên phú hội kêu người qua dọn đồ đạc của cô hết rồi thầy ơi. Cái gì? Thằng Giang đâu? Dạ, bà bắt chị Tú ẵm cậu đi luôn rồi. Thầy, thầy có sao không thầy? Giờ tính sao hả thầy?
chắc ông bà giận nên mới làm như vậy. Chừng đợi mấy bữa ông bà hết giận rồi thì thầy sẽ qua đón vợ con về. Hay, hay đi đâu đó hay. Thầy qua bên này một chút. Chào cậu Hội Đồng. Thầy ngồi đi. Dữ không? Lâu rồi tôi mới thấy thầy ghé. Thưa, dạo này cháu bận rộn quá nên cũng ít ghé qua đây. Vậy bữa nay thầy rảnh rỗi hay sao? Thưa, cũng không. Cháu qua đây là có một việc muốn thưa với cậu. Tôi biết là thầy muốn thưa việc gì rồi. Tôi cũng đã nghe phong phanh hết rồi. Nếu cậu biết rồi thì cháu sẽ không kể lễ chi cho dài dòng. Cháu chỉ muốn cậu giúp cháu phân xử. Phân xử cái gì nữa? Hồi sớm nay má vợ cháu cho người qua dọn đồ trong nhà hết. Dọn đồ hết đi thì cháu không tiếc, nhưng sao lại bắt luôn thằng Gian nữa? Thì thằng Gian cũng là con cháu của anh chị. Chị bắt nó đi là phải rồi chứ sao? Thì đáng lẽ cha má vợ cháu phải xử sao cho êm. Sao lại làm căng chi vậy? Dù sao thì cha má vợ cháu cũng cạn tình cạn nghĩa quá. Thì cũng tại thầy hết. Ai biểu thị được cao sang rồi lại quên lúc thấp hèn. Đã được vợ tử tế mà còn làm phách, kiếm chuyện nói xấu vu oan cho vợ mình, nên anh chị tôi mới giận mà làm như vậy. Thưa, việc này là có thiệt chứ không phải là do cháu đặt điều mà ra. Cháu có thơ hẳn hoi mà. Nếu mà cháu vô ơn á, cháu đã đi kiện con vợ của cháu về tội ngoại tình rồi, chứ không phải ngồi đây mà im như vậy. Chà chà, thầy nói như vậy là thầy muốn hăm dọa anh em tôi hay sao? Thưa, cháu không có ý hăm dọa. Cháu chỉ nói những lời lẽ phải thôi hả? Thầy phải biết là ở Châu Đốc này anh em tôi không thua ai hết. Nếu như thầy muốn cứng, tôi cứng cho thầy coi. Cháu nghĩ cậu là người có học, sẽ biết phân biệt đâu là phải quấy. Ai dè cậu cũng giống như cha má vợ của cháu, một mực binh vực cho Như Hoa. Đã thế thì thôi, cháu xin kiếu, có nói dài dòng cũng chẳng ích gì. Chào cậu cháu về. Chào thầy. Chào thầy. Nè, thầy đó bây giờ bỏ rơi rồi. Nghe đâu là cha mẹ vợ cho người tới chở hết đồ đạc đi. Hồi đó họ sắm cho, bây giờ họ ghét, họ đi lại chứ sao? Nhưng nghĩ cũng tội, vợ đã ngoại tình mà còn phải nhịn như vậy chứ. Ôi, bên vợ giàu lớn, không nhịn thì làm được cái gì?
hai liền. Dạ, ma gọi con. Con đừng lo việc Trường Dinh phải không? Con có lo chi đâu. Đừng có giấu ma, ma nhìn là ma biết hết. Thiệt, càng ở gần cậu, con càng cảm nhận rõ tấm chân tình của cậu. Làm sao có thể vui cho được. Chuyện tình cảm thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Còn giải quyết như thế nào là tùy con. Tuy vậy mà ngoài đạo lý ra vẫn còn có cái tình nữa đó. Má. Thằng Lại, nó cho con uống thuốc chưa? Con sáng mắt rồi, cần gì thằng Lại nữa má. Má quên. Tại má quen miệng rồi đó. Người bây giờ cần nuôi dưỡng là má. Con khỏe mạnh rồi, con sẽ chăm sóc má. Con sẽ không để cho má lo nữa đâu. Con đường trong ai đó? Con trong cô Kiều. Không biết là cổ đi chừng nào về nữa. Nó có xin má đi ít hôm. Chừng xong việc là nó về thôi con hả? Cổ có nói là cổ đi công việc gì không má? Má có hỏi nhưng nó không có nói. Chắc là nó có công việc riêng gì đó mà nó muốn giấu thôi. Bộ nó đi con nhớ nó hả? Dạ đâu có. Tại con nôn gặp cổ. À, con có cái với cổ một chuyện. Hai đứa cá chuyện gì? Bí mật. Chừng cổ về chắc cổ bất ngờ lắm. Bởi cổ đâu biết được con sáng mắt rồi. Nhất định rồi. Con đương tướng đi tìm thầy. Nay sao thầy về trễ quá vậy? Thầy đi hóng gió một chút. Con mới luộc khoai mà hãy ăn cho nóng. Sao hôm nay Ên Ương kêu nghe thảm thiết quá vậy? Hình như chúng nhiều hơn thường ngày phải không? Dạ hư đâu có, nó vẫn như thường ngày thôi hay à. Không, nay thầy nghe nó ồn ào hơn thì phải. Thời gian rồi thầy đâu có nghe ồn ào dữ vậy. Dạ hưa, do hồi ngày thầy không để ý nên thầy không thấy thôi. Chứ quả thật ngày nào cũng như ngày đấy à. Vậy sao? Em đi ngủ đi. Dạ. Té ra là do tâm mình, chớ nào phải do cảnh đi. Lúc này giá mà có ai nghe mình nói hết tâm tư
chắc nhẹ được phần nào. Nhưng thằng Lung là tôi tớ, không lẽ chuyện riêng của mình mà nói cho nó hay, vậy thì coi sao được. Ông à, tôi đang suy tính việc này, không biết có nên hay không nữa. Mà việc gì? Thì việc con hai. Tôi nghĩ là vợ chồng mình phải đốc thúc nó mới được. Tùy ý bà. Việc này tôi không có ý kiến. Thật ra chuyện này, thứ nhất là vì hạnh phúc của nó, thứ hai là vì danh giá của nó. Tánh ý con hai tuy là mình biết rõ, nhưng đàm tiếu của miệng đời khó nghe lắm. Tới tai của anh chị xui, tôi sợ ảnh chỉ sẽ buồn chứ. Ừ, tuy vậy nhưng mà cũng phải cần bàn với anh chị xui ở bên đó mới được à nghe. Chứ mình không quyết một mình được đâu. Ừ. Thầy Phong, Quang chưa gọi thầy đó. Cảm ơn thầy. Đây nè, mấy thầy có biết quan trên cho gọi thầy Phong có chuyện gì không? Tôi nghe phong phanh là thầy Phong bị chuyển tuốt lên hơn quản. Hả? Thiệt hả? Trời đất, xưa nay thầy Phong vừa thế bên vợ lắm mà, sao lại đổi vậy? Lắm rồi, tôi nghe gia sự thầy rối lắm. Lần đổi đi này cũng là do nhà vợ gây ra đó. Không lẽ thầy Phong dám đắc tội với nhà cai tổng hay sao? Thỏa đời nay, kẻ giàu tiền cũ mới mạnh, họ muốn làm gì mà không được. Ủa, thầy Phong, thầy chuẩn bị dọn đồ đi đâu vậy? Tôi xin nghỉ ít ngày để về giải quyết công chuyện nhà. Nắng lên rồi, đội nón đi con. Dạ, con cảm ơn cha. Nè, rảnh con nhớ về thăm cha với má nghe không? Ừ, con biết rồi. Thôi, cha với má vô nhà đi, không cần tiễn con nữa đâu. Dạ chào anh chị Xui. Dạ. Chào chị Xui. Dạ. Dạ.
Tôi ở đây là có chuyện muốn thưa với anh chị. Dạ. Dạ mời chị Xu vô nhà. Dạ. Dạ hưa, thầy đừng đem cái đó đi. Tại vì ông bà có dặn con, hồi thầy tới có cái chi thì cho thầy mang đi cái đó. Ngoài ra không được mang cái gì đi, vì đó không phải là của thầy. Mất món nào thì ông bà tính lại con món đó. Ngày tới một cái vali, nay đi cũng chỉ một cái vali mà thôi. Cơm canh đạm bạc, ông đốc tờ cứ tự nhiên, đừng chê nghe. Dạ. Cháu ăn ké mà dám chê hay khen sao? Chả lại cơm canh như thế này mà còn kêu đạm bạc thì thiếu gì người ngoài kia đương thèm. À, bác ăn cơm luôn với tụi con.
Tôi đã bụng sớm nên ăn trước rồi. Ông đốc tờ cứ tự nhiên. Bác đừng cứ kêu con là ông đốc tờ hoài. Cứ kêu con là chị, như con cháu trong nhà là được rồi. Đâu có được. Như vậy á là thất kính. Có gì đâu mà thất kính bác. Dạ thưa, có cô Kiều tới. Có ai nhà không? Mở cổng, mở cổng đi. Dạ thưa, ông bà kêu con nói lại với cậu. Từ rày về sau, cậu không được tới đây nữa. Khoan. Vậy còn cô? Em chạy vô, em biểu cô cho thầy bồng thằng Danh chút xíu. Thầy gặp cô với thằng Danh rồi thầy về. Thầy đợi tôi tí xíu, tôi vô thưa lại coi sao. Mẹ về đi. Mai mốt muốn gặp lên tòa mà gặp. Mình không cho tôi gặp. Mình cho tôi gặp con cũng được. Không có cha con gì hết. Mẹ đi về đi. Hay mày muốn tao cho người ra đuổi mày thì mày mới chịu về. Đi ra đây chơi con. Đi ha. Con đi ra ngoài đây chơi ha. Em bồng thằng Giang ra đây cho thầy gặp chút xíu. Lại đây. Giang. Ẩm cậu vô trong liền đi. Khoan. Mình cho tôi gặp con chút xíu được không? Tôi đi lần này á, biết khi nào mới quay trở lại. Mình thương tình, cho tôi ẩm con chút xíu được không? Mày còn đứng đó, mày muốn tao đuổi việc mày hả? Mình Sanh. Sanh ơi, nó là con của tôi, sao mình không cho tôi gặp chứ? Nó là con của mình mày hả? Tao sinh nó ra, tao ưng cho nó gặp ai thì cho, không cho thì thôi. Tôi xin mình đó, coi như mình làm phước đi, mình cho tôi gặp con một chút. Tôi muốn ôm nó một cái thôi, rồi tôi trả lại cho mình. Đây là hậu quả của cái thứ không biết điều đó. Muốn ôm nó hả? Đừng có hòng.